nước á, đi rửa mặt xách nước, đánh răng rửa mặt xách tại nước. Cái ống nó bị đông đá đó. Đúng rồi, mình kéo ngoài đường ấy, đi làm đất mà không chôn sâu quá, mà nó trồi lên tí rồi, có vậy thôi, là nghẹt. Sáng này chúng ta đi làm không được, xe nó không chạy, mà sao khiến cái lúc đó ông điện tính nhà ông lên á, mà sao ông điện rồi không có nghe. Ở lúc đó đang lửa hủi làm chú biết đâu có đem điện thoại chú biết đâu, xe nó đi rồi mà. Rồi cái cuối cùng ông điện ai đó biết cái tới chừng đằng này lên thấy điện thoại gọi là ông đó để tính nhà thầy nói chú đang lên giúp dùng mà lại bị không được bị gì mà để nhà biết đâu để điện thoại xuống chứ thôi à, để... thôi nữa nguy hiểm lắm nè. Ông Hồng còn gọi con bảo thôi anh đừng có đi đâu nữa. Có sao không ngờ nó tiếc quá trời ha. Vâng, còn đến trưa nay thì hết rồi, nó không chơi nó rồi, hết chơi rồi thầy. Nhưng mà giờ tuyết dày cả thước á, cả tất ấy, là gì cả tất cả, đúng rồi, cái mấy nhà là thầy đó thầy hết rồi, là thầy mà mấy nhà là thầy làm miếu rồi nó sụp luôn á, nó nặng lắm, nó đen, nó nặng lắm, sụp á. Nhưng mà thôi, nhưng mà thầy có nước là may cho thầy lắm rồi. Cái hồi đó ở nhà bà cướp nước hoài á, thầy nhớ không đó. Ngày hôm trời nóng vô liền đó. Mai thì hy vọng là ông bà muốn lên với thầy nha. Sáng giờ trời nóng, mai thông có giảng à, mai, thông, mai thông báo là nghỉ ông đi xuống hết thì nghỉ một bữa. Bây giờ mấy hôm nay nhiều với chắc tôi đi rửa cái hình của thôi thầy để tuần sau chứ tuần nhà biết rồi, rửa cái hình thường xuyên nhất hạnh á, mình cũng tưởng niệm dạ. À, chứ dầu gì ngày cũng là cái người có công mở Phật pháp phương Tây. Nếu mà xét lên là ổng là tổ á, ngoài hòa thượng Thiên Ấn ra nhất, rồi, nhất Việt Nam á thầy, có nói là cả Việt Nam mà đối với đối ngoại á là về ngoại quốc á ổng là nhất ấy. Không nói gì Việt Nam thì đất mình nói, nhưng mà chỉ còn nhiều người thì cũng không phải giỏi hơn, nhưng mà nãy tôi giảng tôi cũng tuyên bố thẳng á là bây giờ mình nhìn thấy cái hay của ngài thôi. Còn cái chính trị chính em mình không biết, kiểu như nhiều người họ cũng là ví dụ như hôm ngày Trí Quang cũng vậy. Thật ra đó tôi nói nghe mình suy nghĩ nè, tôi suy nghĩ không phải tôi ba phải, không phải tôi ba hồi tôi nói gì ba hồi nói gì khác, nhưng mà mình suy nghĩ nè, đối với Phật pháp thì có câu là y pháp bất y nhân, y pháp bất y nhân. Đối với người đời á, thì ta nói mình trọng nhân tài. Và từ nãy nhân tài thế thì ta nói ha, nhân tài thì đi liền với tai, chữ tài đi, hay là chữ tài nó đi liền chữ thật. Không khe. Nói chứ nhiều khi tôi suy nghĩ vậy nè, đành rằng thí dụ nói xin lỗi ngày mất rồi mình nói cũng có cái lỗi, chứ mình mới nói nè, cô Bạch Hưởng là cái bà đi xin chữ không bây giờ á, thật sự đó thì là người quê hương tôi chứ đâu. Nhưng mà điều cái thí dụ mình nói như vậy, ai cũng cần có một bờ vai đó, mình nói nếu có đi đó, một thí dụ như tôi nè, cái thầy cao có sẵn qua là tôi khùng điên, thật ra tôi không có yêu tầm bậy bạ, thứ hai nữa là mình xấu xí không ai yêu mình, thấy không, chứ thử khỏi tôi mà không khùng điên à, tôi mà thử đẹp trai chút coi thiếu gì người đeo, thử coi tôi có vượt qua nổi không. Nói chứ đâu phải dễ, không, bên đâu mình phải tự thấy rõ ràng. Có những đêm thâu nó lạnh lẽo thế này tôi cũng cần bờ vai vậy chứ. Rồi có những cái lúc mà tôi buồn, có tột đỉnh tôi cũng cần có một cái người nào đó để mà ấp yêu tâm sự. Thế như vậy. Thì cho nên cái chuyện á, là thầy Nhất Hạnh á, là thầy Từ Thông á, là xin lỗi cái thầy, có lo thôi chút xíu vậy đó với chúng tôi, nó không có lạc cái gì hết á. Nhưng mà chúng tôi thấy cái sự hy sinh đóng góp, nói cho nó thiệt ông á, cái niềm an ủi, thí dụ như bản thân tôi á, nếu mà tôi có một bờ vai nào đó tôi nương tựa đó, tôi cảm thấy niềm vui á, thì bây giờ này tôi còn đóng góp nhiều hơn nữa cơ. Chứ không phải cởi áo hả? Không anh chị cởi áo, chị biết đâu, đừng có nói cái chuyện vi quan vậy. Không, cái phải nói một điều là hai chiều chứ. Cái lý tưởng người ta đó, khi người ta có lý tưởng rồi thì khó có cởi áo lắm. Dầu ta cái gì nữa nhưng mà lý tưởng người ta là lý tưởng người ta. Tôi thí dụ như bây giờ ông thấy tiếc không? Những cái bài thơ của tôi nó không đóng thành tập được.
những cái bài luận giải tôi nó chưa thành in thành kinh sách được thấy tiếc không? Nếu tôi có vờ vai thì tôi cảm thấy tôi ấp yêu, tôi yêu thương, biết đâu tôi sẽ sản xuất ra, tôi sẽ cố gắng ra những cái tập thơ, những cái kia nó còn lý tưởng hơn. Bây giờ thật sự tại có mình nè, có nghĩa là mình cô đơn, mình được nhiêu đó thôi, ông thấy không? Nhiều khi mình nghĩ về đây mình có sự cảm thông. Nếu những năm tháng năm 1966, xin lỗi thầy Nhất Hạnh, mà không đi qua bên Pháp, nếu cái cuộc lạnh lẽo như vậy đó mà không có cái người mà gọi là đồng tâm hiệp lực, đồng ý chí, thật sự cũng khó. Dầu là lý tưởng như thế nào mình không biết. Còn riêng của Bạch Phượng này, đâu phải bây giờ từ năm 21 tuổi ở Sài Gòn cho tới Đà Lạt ta đã có những cái chiến tích, ta mới đặt lên những cái trang sử dễ dàng. Đúng ra tại vì bây giờ thầy Giới Hạnh nó giống như là gọi là cũng không, gọi là sanh bất phùng thời. Chứ nếu như thầy Nhất Hạnh và thầy Nhất Hạnh mà sanh đúng thời á, thì những cái án văn thơ của bà thầy Nhất Hạnh đâu có thua gì Hà Mặc Tử Thiên Nhân. Ông biết Hà Mặc Tử chỉ có ánh trăng vàng, chỉ có biển Quy Nhơn thôi, chứ còn thầy Nhất Hạnh á, cái hồ Xuân Hương ngày xưa biết bao nhiêu kỷ niệm trong bài thơ của thầy Nhất Hạnh. Bài thơ nó còn tuyệt tác, không thua gì vì Nguyễn Trọng Trí, Hà Mặc Tử. Đây tôi nói thật, bởi vì Hà Mặc Tử với Trọng Trí ngày xưa giàu người có học, nhưng mà có học nữa, học của một ngày anh đàn nghèo. Còn thầy Nhất Hạnh nó biết là đại học văn khoa mà học được bao nhiêu vậy, hòa thượng tôn túc lớn đào tạo, ông nghĩ. Cho nên mình nói xin lỗi cái nào á, mình sống thực tế. Nếu như ông là người có tài, ông có tật, đối với cái nhìn của cái người mà lý tưởng lớn, ta vẫn thấy vui vẻ ra ngoài. Chỉ có những kẻ tiểu tiết lưu manh á thì mới đi gọi là vạch lá tìm sâu, bới vong long tìm vớt gì đó. Chứ thật sự cái sự đóng góp rất là lớn. Bây giờ thành ra đối với tôi không học với ngài Nhất Hạnh cái gì, mà tôi chỉ thích những cái bài văn cổ của ngài mà dịch kinh cổ, mà hay lâu lâu tôi hay giảng những cái cuốn Thả Một Bè Lao thôi, là nói về Thúy Kiều á. Còn hoàn toàn tôi nói xin lỗi, cuốn Đường Sương Mây Trắng tôi đọc chưa tới 10 trang, cái nào tôi không thích là tôi không đọc. Và tôi phục cái kiểu là Việt Nam Sử Luận á, là ngài viết lấy bút hiệu là Nguyễn Lang á, lúc mà ngài dạy cho trường học ở Pháp á. Nhiều đó thôi, tôi nói đóng góp nhiều đó thôi là cũng là một quý giá rồi đó. Thành ra thì bây giờ á, tôi không phải là thấy người vậy mình tôn thờ không phải, nhưng mà mình nghĩ rằng nếu mình ở hải ngoại thì công thứ nhất là của ngài, thì gọi là ngài Thiền Ấn á, ngài Thiền Ấn, Thiền Ấn gì đó, là đi qua giống như là khai quang cái Phật giáo tại Mỹ Châu. Còn nói về Âu Châu thì là ngài Nhất Hạnh thôi. Thành ra nếu mình nói là Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam hải ngoại, thì bây giờ đúng bây giờ này mới có ông tổ hải ngoại là tổ thật đó, là phải tôn trọng. Còn cá nhân ngài kệ. Còn cái việc chính trị chính em hả, nói với tôi nói chuyện nhỏ. Bây giờ mình nghĩ cái chuyện ông Đại sư Thành Tú 1300 năm mà tới bây giờ cái đám thầy chùa thiệt á, là nó còn chưa dám lên tiếng mạnh để mà lên tiếng để phục hồi cho ngài Thần Tú là lục tổ nữa cơ. Vì đám Thiền Tông thì nó bảo thủ bị là đưa quyền năng lục tổ rồi, chứ thật sự lục tổ là nếu đúng là ngài Thần Tú đọc lại những cái bản ngày xưa các cái nhà khảo cổ, nhà nghiên cứu thông dịch ra coi, thật sự ngũ tổ sở dĩ á muốn cho nó có hai cái nhánh của đất nước nó chạy dài cái lịch sử, nó có hai cái ông hai đầu giới tiến. Chứ thật sự ra thì ngài Hoàng Nhẫn đâu có phải mà tự nhiên mà đi cái gì mà sợ hãi mà phải nửa đêm mà lén lút mà giao cho Huệ Năng, không? Cho nên cái lịch sử 1300 năm nay mà còn không phục hồi lại cho Thần Tú, huống gì ngài Trí Quang, ngài Nhất Hạnh. Cái chuyện chính trị chuyện nhỏ. Còn tôi nói chuyện võ văn ái, còn có nhiều người gửi tôi nói ngày xưa thầy Nhất Hạnh văn ái cùng phe Tống, hai ông này xưa cùng phe là tại cùng vùng miền. Nhưng mà thầy Nhất Hạnh thì ông với cái lòng của ông nghĩ là rộng rãi, là sâu sắc, chứ ông đâu có nghĩ rằng
cái thằng lùn kia là cái thằng lưu manh, là thằng bịp đâu đó, thấy không? Bây giờ á, thầy Nhất Hạnh chết rồi, thầy sư Giác Nghiên chết rồi, thầy Nhất Hạnh chết rồi, thầy Quán Độ chết rồi, thì Võ Văn Ái này coi như nó chỉ cặp đất nó sống thôi, nhưng mà chẳng qua nó còn cái dư âm là tiền của hồi trước nó lừa bịp thôi. Rồi một cái tên lùng Mã Tử, một tên mà ngũ đoạn đâu có phải vừa. Tại sao tôi khẳng định Võ Văn Ái? Tại vì tôi là một nạn nhân của giáo chỉ số 10. Cho nên nếu thằng nào con nào mà giáo nói là tôi nhỏ và tôi bóp bếp là tôi đây. Nhân vật lịch sử cuối cùng đây, đây là nạn nhân giáo chỉ số 10 nha. Chứ nếu mà tôi không là nạn nhân giáo chỉ số 10 thì ngày nay tôi nói là bằng thừa. Cho nên tôi nói ông nghe, đại đó lịch sử sẽ còn ghi chép, tôi còn sờ sợ ở đây. Thì ông coi nè, tôi môi từng người ra, mà nếu không có chuyện gì thì thôi, cần tôi môi ra. Tại vì tôi là nhân chứng lịch sử mà. Nếu tôi là cái kẻ bình thường, không có gì vô danh tiểu tốt, thì ngày nay tôi không dám nói gì đâu. Nó khiến cái gì tôi cũng là, nếu hồi tôi qua đây mà tôi biết rành về chính trị, tôi không nhào vô gì đó giáo hội thì tôi đâu có rành. Mà ông biết tôi lôi nè, Võ Văn Ái nè, Thích Trí Lãng nè, Thích Quyền Việt nè, Thích Giác Đẳng nè đó. Mà tội là cuối cùng là tôi thương cho thầy Chánh Lạc. Thầy Chánh Lạc, một con người thật sự, bây giờ nói thẳng ra đừng nói thầy nói vậy là thầy bao che cái tội lỗi của Thầy Chánh Lạc, trong khi mà Thầy Chánh Lạc không có giấy trác tòa, không có cái vụ mà chụp mũ người ta là cộng sản nha. Chứ còn cái chuyện mà ấu dâm mà nó không xử tới tội đó, bây giờ mình căn cứ cái luật Mỹ mình nói cái giấy trác tòa thôi. Còn cái chuyện mà dâm chuyện này kia nữa, anh nói mà anh có bằng chứng không? Ông hiểu không? Cho nên thương là thương Thầy Chánh Lạc. Nhiều khi tôi nghĩ là tôi thương mà Thầy Chánh Lạc lắm. Hồi đó Thầy Chánh Lạc ông gặp tôi cũng nghi nữa, ông cứ ông theo dõi hoài, cứ ông thử tôi hoài à. Nhưng mà tôi nói bạch Hòa Thượng ơi, con nhỏ với chính trị đến em gì đâu đó. Thì năm 2013, ông biết mỗi một năm nó ăn ổng 10.000 đô la. Cho tới cái năm thứ 11, ông tuyên bố nói Ái ơi, bây giờ thầy già rồi, thầy không còn tiền để ủng hộ cho Ái nữa. Thôi chứ thầy có bao nhiêu thầy cho bao nhiêu. Chứ Ái có qua bên đây, thầy có 1.000 thầy cho 1.000, có 500 thầy cho 500, có nhiêu đó về trở lại Pháp Quốc, ra giáo chỉ triệt cụ Chánh Lạc liền. Sau đó xong, qua bên đây gặp tôi tại chùa Thích Ca Đa Bảo, Đại hội Phật giáo, gặp tôi cái về ra giáo chỉ số 10, có tôi liền. Trong đó có tên Thích Trí Lãng, ông biết không? Cho nên mấy cái tên này đừng có hầm mà qua mắt được tôi. Tôi còn sống đây là tôi còn lôi dài dài hết. Trời ơi, chưa thấy cái gian manh của thằng Trí Lãng. Bởi kỳ đó tôi theo lẽ tôi đi biểu tình, nhưng mà kỳ đó rồi thấy nó làm kỹ quá, thôi mình biểu tình không làm gì. Tự nhiên tôi có biết ác giáp đâu thì mời tôi đại hội thì tôi đại hội. Mình chỉ lo chuyện hoàng pháp, xong cái con kiến càng lại con vợ nhỏ, con cái Trí Lãng á. Nó, cái ngực của nó thì nó bự chứ phải, mà nó dài như cái mướp cũng đỡ. Nó bự đây nè, nó đứng lên nó ẩn nè. Nó nói xỏ nó xiên tôi rồi tôi cũng không biết gì nữa. Tới chừng ai ngờ những cái lời nó nói xỏ nó xiên đó, nó là nó đưa cho Võ Văn Ái ra cái giáo chỉ, ra giáo chỉ số 10. Trời, lúc đó tôi quýnh té tua tơi tả, ông biết ngóc đầu không lên mà. Vì lúc đó nó còn phe Võ Gái còn rất là mạnh. Trời ơi, tôi còn nhiều lắm ông ơi, tôi còn nhiều, cho nên á, tôi ráng tôi sống chứ thiệt tôi không muốn sống làm gì, để là tôi là người chứng nhân lịch sử cuối cùng cái sự tan nát của giáo hội giáo Việt Nam thống nhất là giáo chỉ số 10. Tới bây giờ tại sao không, sau khi thầy Quán Độ chết không đưa thầy Tệ Sĩ lên theo lễ di chúc như thế nào tôi còn biết nữa. Sau này tôi còn nói cho ông nghe, chứ mà thầy Tệ Sĩ giỏi thì có giỏi thật, nhưng mà rồi cũng qua được cái vụ hai cái đầu đó. Đó rồi, cho nên cuối cùng rồi cũng bây giờ mà không lú ra thì nó chặt, không lú ra nó chặt, tại nó đóng tẩy hết trơn. Ngày xưa thí dụ như ông cái thời trước năm 75 á, cái thời đó cái truyền thông đó ít. Thí dụ thời đó nói ông đang á vợ bé, chẳng qua nói trong cái tộc họ ông hay là nói trong một hai người thôi,
Còn bây giờ nó cái mạng như nè, nó lên nói cái cả thế giới được biết, thí dụ thấy không, nó ngặt vậy đó. Chứ thật sự ra tôi nói dập lá tìm sau lá nào cũng có đốm hết mà. Nhưng mà thầy ơi, trở lại thầy nhất hạnh nhé, thầy chủ trương cái lý thuyết là Phật giáo nhập thế đấy, thì thầy thấy có cái gì khác với đạo Phật chính gốc không? Thì nó bởi vì cho nên nó khác cho nên nó bị quả báo đó. Chứ nếu ngài mà theo chánh theo Đức Phật thì không đánh đổi. Cho nên cái gì mà đi ngược lại với Phật thì cái thế nào nó cũng có bị quả báo rõ ràng. Phật không bắt quả báo ai. Nhưng mà xưa nay thì Đức Phật được nhập thế, mà nhập thế cái kiểu mà nhập thế của Đức Phật á là trên cái tinh thần tôn trọng giới luật, chứ không phải như ngài mà gọi là tiếp hiện. Ngài đặt ra ngài cũng muốn làm tổ làm Phật, nhưng mà thật sự đâu có được. Những gì bởi vì đã nhớ cái lời ngài Ca Diếp đã thật khẳng định rồi, những gì Đức Thế Tôn nói chế ra ta không có quyền bỏ, những gì Thế Tôn chưa có nói ra ta không có quyền thêm vào. Thì các ngài cứ mượn cái danh từ nhập thế là các ngài muốn cải đổi đó, đâu có được, đâu phải dễ. Tôi cái gì cái chứ giàu có những cái điều thí dụ như Đức Thế Tôn nói mình nay mình thấy mình không cần thiết đó, nhưng mà thật sự ra đó mình cũng vẫn tôn trọng. Chứ không phải nói nhập thế rồi muốn làm gì làm. Nói nhập thế rồi bây giờ tăng ni nó tuần luồn vậy là làm sao nói đám bồng lai. Bây giờ nó cứ đem ra cái chuyện của thầy Nhất Hạnh thôi là đám bồng lai, làm sao nói người ta được. Rồi cứ tăng ni cái đợt tưng vậy, giống như cái lá sầu riêng mà cả bà Kim Cương bên đây đi ngang đình cái thấy thằng Út Khùng nó ngồi đằng tưng là sao nói ta. Cho nên cái chuyện gì nó xin lỗi là Phật nói đã mình tôn trọng là bậc Thế Tôn mà bậc giáo chủ thì mình không nên sửa. Sự thật cái nhập thế này nhiều người muốn nhập thế lắm, luôn cao cụ Trí Quảng, thành ra cụ Trí Quảng ông nhập không được, ông mới chơi ông Nhất Hạnh vụ ở trên Bảo Lộc đó. Trời tôi biết hết đó thầy, tôi biết hết nhưng mà tôi cũng nói ra đó. Có nghĩa là hai cha muốn nhập thế thì vua thì bọn vua thôi đó, nhưng mà thằng nào thắng nó làm vua, mà đương thời đương thế thì của ông cha ở Việt Nam, mà ông cha đâu cho về cho muốn nhập thế đâu có được. Trời ơi, thôi tôi nói thiệt không, tôi còn lôi dài ra, nhưng mà nó chưa phải lúc nó khiến, nhưng mà thôi cũng cầu nguyện cho cái đầu tôi có những chuyện đáng quên nó quên đi, nhớ quá nó cũng khổ lắm. Chứ thiệt không, tôi nhớ từng chi tiết cái Bảo Lộc ngày trước khi đó, trước khi mà Thiền Sư Nhất Hạnh chưa về nước á, nó như thế nào tôi đã lên tới đó rồi, nó khiến tôi lên đó rồi. Hồi đó chính ông Bảo Lộc cũng có gửi một ông thầy ở đó ở chung chùa với tôi mà. Rồi tôi đã bò lên tới đó rồi. Đau lắm, cái vụ đau lắm rồi. Vụ mệt trắng tay luôn rồi. Cái này nó nhiều cái lắm, chứ không phải một cái. Là tại vì cái này đó là cái đám như tôi gọi là nhập thế đó. Cái đám mà đệ tử nữ của ông cụ Nhất Hạnh nó cũng muốn làm bà nội đó, nó muốn làm Võ Thắc Thiên đó. Cho nên ông Đức Nghi, ông bực mình, nó nhiều cái lắm, chứ không phải một cái đâu. Mà xưa nay thì nữ ni thì đâu có quyền mà yết ma tăng. Mà mấy con quỷ đó nó nhập thế đó, nó muốn nhập thế đó, nó muốn làm quỷ đội lớp người đó. Trời ơi, cái này đó, nhưng mà cái lỗi này là lỗi cũng Nhất Hẳn. Tại ông xóa cái vụ mà, ông xóa cái vụ mà bắt kinh pháp này kia nọ. Ông bắt kinh pháp là xưa nay của ni, ông thêm bắt kinh pháp của tăng. Nó nhiều cái cho nên ha, hãy đi lệch một ly thôi là quả báo rồi. Hãy lệch của Đức Phật một ly, thà mình không làm được thì quả báo có mình nè. Ông biết không, thí dụ giờ tôi giữ cái giới luật, tôi giữ không có trọn là quả báo có mình tôi à. Ông thấy đúng không? Còn ông lãnh đạo tinh thần một cái tập thể mà ông không đủ cái vai trò thay thế Đức Thế Tôn, mà ông muốn thế Đức Thế Tôn thì ông thấy quả báo không? Giống như ông nội này cứ tối ngày Phật nắm lá trong tay, Phật khổ chứ nắm lá cây rừng, kiểu như chân quan cũng vậy đó.
cũng nếu Phật nắm nắm lá trong tay, nói những gì Phật nói như nắm ở trong tay, còn những gì Phật chưa nói như nắm cây rừng. Thằng nào con nào dám nói ta tiếp tục, ta nói tiếp lá cây rừng không? Mà thằng nào nói là nó te tua chết mẹ hết trơn, thế từ chân quan tới mấy ông mà hô hào nói rằng là ta thân bại danh tàn hết, thấy không? Phật không hề xử bỉ ai, cái lòng từ bi của Ngài nó vô cùng to lớn. Nhưng mà cái Thiên Long Bát Bộ đó hô hào một cái là cỡ gì cỡ là ta xử đẹp liền. Cho nên thôi, mình núp bóng Đức Thế Tôn đi, cái gì cũng nương tựa Đức Thế Tôn đi. Ông thấy ông, thí dụ như tôi nói mỗi một thầy tôi học cái hay. Hòa Thượng Trí Quảng, không phải là thầy tôi nương tựa, là tôi cái nào đúng là tôi nói đúng nha, cái nào sai tôi giải quyết như thường nha. Nhưng mà Ngài Trí Quảng hay chỗ này nè, ông nghe cái bài giảng ông á, thật sự ra nếu người ông thích thì nó cao ngạo, nhưng mà nghe kỹ coi, lúc nào ông nói lời Phật nói như vậy đó, Đức Phật dạy như vậy đó, ông thấy nào dám cãi. Còn ông nói tôi nói như vậy đó, tôi nói vậy là chết mẹ liền, không không không, lời Đức Phật dạy như vậy đó, Đức Thế Tôn nói như vậy đó, Phật răng như vậy đó, là dám cãi không? Dù là lời của mình. Thành ra đọc kinh Tạng Đại Thừa thấy á, chính ông Địa Tạng Bồ Tát luôn lúc nào nói cũng nói bạch Thế Tôn, con xin nương quay thần Phật, con xin nương tựa cái sức từ của Tam Bảo. Ông thấy ai dám cãi? Còn mình cứ ta đây mình vỗ ngực mình nói tôi nói không là tiêu tùng rồi đó. Cho nên nó cũng đồng thời cái lời nói mà nó tạo ra phước đức, đồng thời lời nói mà nó tạo ra cái tội. Tôi ví dụ tôi giảng nói tôi cũng có tội hổn, nhưng mà hổn đây không phải là vì ganh ăn ghét ở, bởi tôi hâm. Mà tôi nói bây giờ á, ông nào từ các châu lục cho tới quốc nội ráng lo tu hành đạo cao đức trọng, có sai sửa sai thì tôi một lòng cung kính, còn ông nào mà cà tến cà cháo hạ lú đầu ra là tôi lôi, tôi nói thẳng mà lú đầu ra là tôi lôi, gọi là hy sinh á, hy sinh mới vậy đó, gọi là lưu hoặc những sanh á. Nhưng mà tôi không chịu cái chỗ này nè, thấy cái lời di huấn của Đức Nhất Hạnh đó thì quan hỷ thiệt, là không có được làm mà đám ma, không được làm mà này kia nợ lớn lao, không có. Nhưng mà sao mà bắt chứng như để chi tới một tuần rồi để cái kiểu cụ nằm giống như là lăng, cái ông cụ ở lăng Ba Đình vậy đó, cái nằm thành ra nó hơi kỳ, là nằm kiểu Mao Trạch Đông ngày xưa á. Thì tôi không chịu, chính trị quá thì không được. Bây giờ thôi thì ngày mai tẩn liệm thì ngày mai tẩn liệm, và đằng này nó để cụ nằm theo cái kiểu Mao Trạch Đông vậy đó. Thành ra cái thế đó là cái thế mà không biết ai chơi đó, cái đám lóc cóc lon con nó ngu si nó chơi hay là ai chơi đó. Thành ra tôi mới vừa phục chút cái tôi thấy cách để nằm á, để nằm để tay gì rồi nằm xuống y như Mao Trạch Đông ngày xưa là tôi thấy rồi. Mà đây là hậu vệ chứ sao thầy nói thầy chết thầy. Thì cái đám hậu vệ đó. Thầy nói là không biết ai pháp, chơi không để cái gì hết. Nói trước rồi mà không xây tháp không làm gì hết đó. Thì nói trước rồi, nó là nào làm vậy thôi, bây giờ nó lấy lá cờ đỏ thôi, giờ nó phủ lên nữa luôn cái rồi cho đẹp, nó giống như là sao vàng năm cánh mộng hồn quanh. Nó chơi đến đây là nó chơi ông cụ. Thấy không? Cho mặc áo nâu nằm giống như bác nằm trong giấc ngủ bình yên giữa một vườn trăng sáng giữa hiền, vẫn biết trời xanh là mãi mãi mà sao nghe nhói ở trong tim. Bởi vì thấy cái cách nằm là tôi biết ai, tổng chức ai sắp xếp rồi. Cái đám hai mèo nữa ghê lắm rồi. Ôi đẹp rồi thầy. Ok, tôi còn xin phép thầy nha. Đi thứ ba mới về hả? Dạ, thứ ba còn về thứ tư lên. Còn thứ ba về buổi chiều. Buổi tối. Ồ vậy hả? Bay 10 giờ, bay sáng bên đó 10 giờ. Tới còn 1 giờ bên này. Từ đây qua Cali nó ngán thăm thẳm. Còn không biết hôm nay có đi được không nữa. Có khi nó cancel máy bay cái thầy. Dạ, từ đây qua Cali nó ngán thăm thẳm chiều trời. Phải đi qua.